Hello anh em, cuối cùng thì Phi Mi X8 Tele cũng đã xuất hiện. Đây là bản đầu tiên trên thế giới nha. Ông chú Fly là người sở hữu đầu tiên cái mẫu Phi Mi X8 Tele này. Con này nó có gì đặc biệt? Đúng như tên gọi của nó là sẽ sở hữu camera tele anh em nhé, cho khả năng zoom lên đến 30x, một con số quá là ấn tượng anh em ạ. Thì bây giờ mời mọi người cùng với mình đi unbox cái mẫu Phi Mi X8 Tele nhá. Ok, Phi Mi X8 Tele đây anh em nhé. Hộp này cầm rất là chắc anh em ạ. Thân hình con này phải nói là nó cũng to khỏe nặng đấy. Mình cầm rất là nặng luôn. Đấy, cảm giác bóc siêu bao giờ cũng là phê nhất anh em ạ. Wow. Phi Mi X8 Tele. Giá con này dự kiến sẽ rơi vào khoảng 10.990.000. Chưa đến 11 triệu mọi người. Đây, Phi Mi X8 Tele đây. Sau khi bóc siêu ni lông thì nó sẽ có một cái siêu bằng giấy ở đây. Mình lại tiếp tục mình lột ra nhá. Úi xời. Bóc trinh luôn. Mình bóc rất là thô bạo anh em, nhìn nó nham nhở quá. Úi xời. Đấy, ui đẹp quá anh em ạ. Anh em thấy chưa? Body rất là đẹp luôn nhá. Rồi. Wow, cái màu này là cái phiên bản màu xám anh em. Nó kiểu như xám, màu xám sữa. Mình không biết hình dung đây màu gì. Bình thường là nó sẽ có một cái phiên bản màu trắng giống như là những cái đời Phi Mi X8 SE 2022 rồi Phi Mi X8 Pro. Nó phiên bản màu trắng anh em nhé. Nhưng mà có màu trắng thì nhìn đẹp nhưng mà có một cái nhược điểm đó là nó sẽ xuống màu rất là nhanh. Thì năm nay ngoài cái màu trắng nó còn thêm màu kiểu như là màu này màu bạc nhưng bạc sữa. Đấy. Anh em bảo đây màu gì nhỉ? Nhìn rất là đẹp, rất là hoành tráng luôn nhá. Ok. Ngoài ra thì sẽ có sách hướng dẫn này. Đấy, có hai quyển sách hướng dẫn này. Đây là cái gì? Đây chắc là cái miếng mút êm thôi. Đó, em vẫn là tay cầm điều khiển truyền thống của Phi Mi nhá. Tay cầm điều khiển này nhìn rất là chắc chắn luôn anh em, to bản. Anh em mà chơi những cái dòng của Phi Mi rồi thì sẽ biết cái tay cầm này. Wow, nhìn quá là đã mắt luôn. Rồi, cái đây là cái nắp gimbal của Flycam thôi. Đây sẽ là túi cánh dự phòng này. Cánh dự phòng của nó xem có mấy cánh. Nhiều cánh phết anh em ạ. Bên này là 4 à. Để mình xem tổng bao nhiêu cánh. 1 này, 2, 3, 4 5 cho hẳn 6 cặp cánh anh em. Nhưng mà khi lắp vào 4 cặp cho body rồi thì còn dư lại 2 cánh dự phòng anh em, 2 cặp cánh dự phòng nữa. Rồi đây sẽ là cáp Type-C, cáp Lightning này. Cái này nó bỏ cáp micro USB đi rồi anh em. Bỏ cáp micro USB rồi. Tiếp theo đến đây là bộ sạc nhé. Đấy. Rất đẹp luôn anh ạ. Bộ củ sạc đây, mình sẽ cắm vào như này, cắm pin vào đây. Rất là chắc chắn luôn nhá, cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo, nhìn phê quá anh em. Ok, không để anh em chờ lâu nữa thì mình sẽ đi vào cái body của con Phi Mi X8 Tele nhá. Thì đây là sau khi mình đã lắp cánh này. Ok, mình sẽ bung càng của nó ra. Phải nói là thân hình của con này to khỏe đầm anh em ạ. Đây, rất là nặng tay luôn nhá. Thiết kế thì vuông vức anh em, nhưng nhìn cũng khá là đẹp. Đấy, thì mọi người có thể để ý là cái body của nó cũng giống như những cái đời trước đó là X8 SE 2022 rồi thì X8 Pro các kiểu, vẫn cái ngôn ngữ thiết kế đấy. Khá là chắc chắn anh em ạ. Cái càng này bẻ ra bẻ vào mình thấy khá là chắc chắn này, độ hoàn thiện tốt. Viên pin sẽ được đặt ở trên phần lưng nhá. Anh em muốn tháo viên pin thì anh em sẽ nhấc cái lẫy này ra. Đây là nút nguồn này, có mấy cái đèn LED để hiển thị mức pin này. Đây là logo của Phi Mi nhé. Phi Mi này chính là của Xiaomi nhé. Anh em dùng điện thoại thì anh em sẽ biết cái hãng Xiaomi thì nó sản xuất ra con Phi Mi này. Rồi tháo cái viên pin này ra này. Pin có dung lượng là 4650 mAh anh em ạ. Viên pin quá là chất lượng luôn, gần 5000 mAh. Đấy, thì mình sẽ test thời gian bay thực tế của nó xem được là bao nhiêu nhá. Đây cái phần đầu của nó, hai cái này nó sẽ hõm vào như kiểu cái eo ấy, đầu thì nó bè ra này. Còn ở xung quanh đây, đây anh em nhé, đây là cạnh bên này, đây là dưới bụng này.
dưới bụng thì mọi người để ý là nó sẽ có đèn bụng để hỗ trợ bay đêm này, rồi có cảm biến bụng này. Đấy, hai cảm biến bụng, cảm biến quang, rồi cảm biến hồng ngoại các kiểu. Ở chỗ này là chấu pin anh em nhé. Chấu pin này thì anh em sẽ lắp thêm phụ kiện là megaphone với lại móc treo đồ nhé. Cái đấy thì hãng sẽ bán rời bên ngoài, cái bản tiêu chuẩn của nó thì không có. Đấy, anh em muốn mở rộng mà chức năng cứu hộ rồi thì móc treo đồ các kiểu ấy, loa rồi thì móc treo đồ thì anh em sẽ mua thêm cái phụ kiện đấy. Ở phần đuôi này sẽ là một cái hốc tản nhiệt này. Bên phía bên cạnh này thì sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ cũng như là một cái cổng micro USB anh em ạ. Về phần động cơ thì là động cơ không đổi than, công suất lớn anh em nhé. Và mình có nhìn qua những cái khe này thấy cái dây đồng của nó cuốn rất là đều đẹp luôn, chứng tỏ là công nghệ mà để làm ra cái động cơ này cũng khá là hiện đại anh em ạ. Cánh thì thiết kế dạng mắc cài, mọi người sẽ ấn xuống xoay ra để lấy cánh nhé. Những cái dòng flycam cao cấp mình thấy chủ yếu nó thiết kế dạng mắc cài này, bởi vì ưu điểm của mắc cài này là khi quay nhiều ấy nó sẽ không bị long như kiểu những cái dòng mà thiết kế vặn ốc. Đấy, vặn ốc thì một thời gian dài long dao động các thứ nó sẽ bị lỏng ốc ra, có thể dẫn đến rủi ro flycam. Mắc cài thì nó sẽ không bị hiện tượng đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bật cái nguồn của nó lên để xem hệ thống đèn đóm của con này. Đấy, thì anh em có thể để ý là nó sẽ có một cái đèn hậu nhé, đèn đuôi này, hai càng đằng sau không có đèn này. Ở đằng trước thì sẽ có một bên là đèn đỏ này, ở càng này, một bên là đèn xanh này. Thì mình nghĩ là nó làm hai đèn màu khác nhau để mà phân biệt ở đâu là bên trái, đâu là bên phải, và đèn hậu này để phân biệt đuôi này. Đấy, thì đèn của con này cũng khá là khiêm tốn, không có đèn càng đằng sau, có đèn hậu đằng sau thôi. Đây là hệ thống camera của cái mẫu Fimi X8 Tele này anh em nhé. Thì như mình đã giới thiệu là con này nó sẽ có hai cam, một cam của nó thì là cam góc rộng, còn một cam là cam tele. Cam tele thì nó có khả năng zoom quang học lên đến 5x, còn lại kết hợp với zoom kỹ thuật số lên đến 30x nhé. Tất nhiên là zoom kỹ thuật số thì nó sẽ bị vỡ ảnh, nó không giữ được nguyên chất lượng như zoom quang học. Con này zoom quang học đến 5x. Theo quảng cáo nhà sản xuất, cái camera này khả năng quay video lên đến 4K 60fps và có thêm cả chế độ super night, tức là quay đêm nó sẽ rất là rõ sáng nhé. Thì để mình test quay đêm ở những cái video sau. Đây, còn đây là cái nắp gimbal nó này. Khi mà anh em không dùng nữa thì anh em sẽ đóng nắp gimbal vào. Cái nắp này quá là bá đạo anh em. Tiếp đến là tay cầm điều khiển. Thì cái tay cầm điều khiển của con Fimi này nó rất là quen thuộc với anh em chơi dòng Fimi rồi anh ạ. Đấy, vẫn là thiết kế dạng gọi là hai cái báng cầm để rút ra rút vào như này, này. Cái điện thoại lắp ở giữa. Cái này có thể lắp được cả iPad anh em nhá. Cái khay này rất là to luôn, hai cần joystick này. Đây nút return to home, đây nút nguồn này, mấy con đèn led hiển thị mức pin này. Rồi đây là cái nút lên xuống báo hiệu trạng thái. Ở đây nó gắn đèn led nhé, báo hiệu trạng thái đã bay được hay chưa. Ở đây là nút tùy chỉnh. Còn này sẽ là một bên nâng cụp camera, một bên này là chỉnh sáng tối này. Đây sẽ là hai cái nút để quay phim chụp ảnh, hai nút phụ sau để quay phim chụp ảnh này. Hình ảnh thì sẽ được truyền về điện thoại qua cái cổng dây cáp này nhé. Anh em sẽ gắn điện thoại đây và ở đây nó sẽ có một cái khe. Đấy, mọi người luồn trong này, luồn dây trong này, xong rồi mọi người đút được cái dây cắm nó vào đây, rất là gọn luôn nhé. Đấy, hai cái núm này anh em không dùng nữa thì anh em sẽ nhét ở trên này. Rồi, ở những video sau mình sẽ test chất lượng camera cũng như là tầm xa độ cao của con này nhé, về cả khả năng zoom của mẫu X8 Tele này cho anh em xem. Thì với cái tầm giá bỏ ra khoảng 11 triệu anh ạ, 10 triệu 990 nghìn cho một cái mẫu Fimi X8 Tele như này, với lại những cái tính năng như vừa rồi mình có giới thiệu qua đấy, thì anh em thấy thế nào để lại comment ở bên dưới nhá.